Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 2091, bẫy dập, một lý thất dạ nhìn thấy môn hạ đệ tử có thần thái như thế. Hắn lúc này cũng tươi cười, đứng lên, đi ra bên ngoài, ở bên ngoài, sóng xanh vạn dậm, trên mặt biển không xa có dựng một cái phao lớn. Trên cái phao này viết, đi qua hướng này, lý thất dạ hẳn phải chết. Nhìn qua mấy chữ này, còn có một mũi tên chỉ về phía trước, những chữ này viết rất lớn, trên đó viết một hàng chữ từ xa cũng có thể nhìn rõ. Người trên biển lui tới không ngớt, đám người liễu như yên và rất nhiều tu sĩ từ xa đã nhìn thấy những chữ này, cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, thậm chí có người đang nghị luận. Ghi như thế rõ ràng là khiêu khích lý thất giả trần trụi, cũng ghi rõ ràng như vậy, không hề nghi ngờ, đây là muốn kết đại thù với lý thất giả, không phải muốn người chết ta sống là không thể được, đây là phép thích tướng, dẫn công tử ngươi vào bẫy, nhìn thấy ghi như vậy, chắc kiếm thì nhíu mày nói ra. Lý thất dạ nhìn qua chữ trên biển, cũng lộ ra bộ dáng tươi cười, nhàn nhạt, nhạt, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn chúng có thủ đoạn gì, nhìn một chút bọn chúng có bẫy dược kinh thiên ra sao, không phải là tư mã ngọc kiếm A, liễu như yên nhìn qua chữ viết, cũng thì thảo nói ra. Chắc kiếm thì nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ là không thể nào, tư mã ngọc kiếm tuy là một sát thủ, nàng cuối cùng là một thiên tài khó lường, trong nội tâm ngạo khí rất cao, thủ đoạn nhỏ như thế, chỉ sợ nàng không để vào mắt, cứ đi qua bên kia đi. Lý thất dạ nhìn qua hướng mũi tên đang chỉ, vừa cười vừa nói, phía trước chỉ sợ là có bảy dập chờ công tử, chắc kiếm thì hơi lo lắng nói ra, ta đi một mình cũng được, Lý thất dạ vừa cười vừa nói, ta thích nhất đạp nát tính toán của người khác, nhìn thấy thần thái tuyệt vọng của bọn chúng. Công tử muốn đi, chúng ta đương nhiên nguyện ý theo công tử đi về phía trước, liễu như yên cười khẽ nói. Đương thời người có thể làm cho tỉ muội chúng ta sợ hãi cũng không nhiều lắm nha, chiếc thuyền chạy theo hướng mũi tên chỉ dẫn, tốc độ không vội không chậm, thập phần ổn trọng. Nhìn thấy chiếc thuyền đi theo hướng mà mũi tên chỉ hướng, làm cho rất nhiều tu sĩ đều chịu ngoài ý muốn, chỉ cần là người có chút lý trí khi nhìn thấy những chữ trên biển đều biết đây là phép kích tướng, là địch nhân cố ý dẫn ý thất dạ vào bẫy dập. Đối với cách dụ địch như thế tu sĩ ở đây không ai mắc lừa, tình nguyện tránh đi, nếu không sẽ bị người nắm mũi sát đi. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ không có khả năng không biết đây là một bầy dập, nhưng mà lý thất dạ lại hết lần này tới lần khác hướng bầy dập mà đi điều này làm cho rất nhiều người ở đây vô cùng giật mình biết rõ trên núi có hổ vẫn lên núi tìm hổ có gan có phách lực đây là tự tin bậc nào quản chi là tu sĩ hải yêu khi thấy hành động của lý thất dạ như thế cũng phải sinh ra vài phần bội phục cẩn thận đi được thuyền vạn năm a có lão tu sĩ thì nói ra đại đạo dài đằng đẵng hung hiểm vô số nếu như tùy hướng mà đi cho dù lại thiên tài kinh diễm đương thời cũng có ngày lật thuyền trong mương đi đi theo thử đi ta ngược lại muốn biết là ai gây khó dễ với lý thất dạ cũng có tu sĩ không nén được hiếu kỳ cùng đi theo vốn có người treo giá cao lấy đầu của lý thất dạ hiện tại có người khiêu khích trần trụi bố trí bẫy sập cho lý thất dạ như vậy có thể nói người có thể làm như vậy chỉ sợ có thủ không đợi trời chung với lý thất dạ chiếc thuyền đi không phải rất xa phía trước lại nhìn thấy có chữ viết trên biển trên đó vẫn viết đi về hướng này lý thất dạ phải chết như thấy chữ này trước mặt còn có mũi tên nhìn thấy đầu mũi tên như vậy chiếc thuyền không chút do dự tiến lên theo hướng mũi tên chiếc thuyền tiếp tục đi về phía trước đi một đoạn lại gặp được mũi tên trên biển đều có ghi mấy chữ đi về hướng này lý thất dạ phải chết trước hàng chữ cũng là mũi tên dám làm như vậy không phải ngươi chết là ta mất mạng phía trước nhất định là có bẫy dập như thế nào đây nhìn thấy địch nhân lập nhiều mũi tên chỉ dẫn như thế chuyện này làm cho tu sĩ đi theo phía sau xem náo nhiệt vô cùng chờ mong cuối cùng nhất chiếc thuyền dừng lại bởi vì phía trước có cái phao cực lớn trên đó viết Lý Thất Dạ táng thân tại đây, dưới hàng chữ này không còn mũi tên nào cả. Tu Sĩ đi xem náo nhiệt ở đằng sau, từ xa nhìn thấy cái phao này đã biết rõ bầy dập đã ở phía trước, bọn họ cũng không dám đi theo, đứng ở xa xa nhìn qua như thế nào. Vậy ngừng ở chỗ này đi, ta đi lên phía trước nhìn một chút, Lý Thất Dạ phân phó liễu như yên cùng chắc kiếm thi nói ra. Cẩn thận một chút, chắc kiếm thi thấy Lý Thất Dạ một mình tiến về trước, lúc này nhắc nhở nói ra, yên tâm, ta đúng là muốn bị người ta giết đấy. Lý thất dạ nhìn chắc kiếm thi vừa cười vừa nói, bị người ta giết chết, đối với ta mà nói còn là chuyện tốt. Lý thất dạ nói như vậy lập tức làm cho chắc kiếm thi cùng liễu như yên sư tỷ muội hai người im lặng, các nàng lần đầu tiên mong có người giết mình, Lý thất dạ đạp sóng mà đi, chậm rãi đi thẳng về cái phao trước mặt. Hắn đi rất nhẹ nhàng, bộ dáng kia của hắn không phải đang đi về phía bẫy dập, mà là hậu hoa viên, nhìn thấy Lý thất dạ bộ dáng rãnh rỗi như đang dạo chơi, cho dù có một ít tu sĩ hải yêu đi theo phía sau cũng phải chấn kinh cũng có vài phần bội phục, có một hải yêu nói ra. Họ Lý tuy hung hăng càn quấy, nhưng mà hắn thật sự có tiền vốn hung hăng càn quấy, gan dạ sáng suốt như thế, khí phách ngập trời, đặt ở thế hệ trẻ của thiên linh giới đúng là ít người có được, bắt đầu, cũng không biết địch nhân mạnh cỡ bao nhiêu. Nhìn qua Lý thất dạ sắp đi tới cái phao kia, có không ít tu sĩ tới xem náo nhiệt ngừng thở, lúc này rất nhiều người mở to mắt ra quan sát, đối với rất nhiều tu sĩ tới đây xem náo nhiệt mà nói, bọn họ thậm chí nghĩ muốn nhìn thấy địch nhân dùng bẫy dập mạnh mẽ thế nào rất lý thất dạ lý thất dạ đi tới trước cái phao liếc mắt nhìn thì tiện tay cầm phao ném ra xa nhàn nhạt, nhạt cười cười nói ra đến đây đi có thủ đoạn gì cứ sử dụng ra ta cũng muốn nhìn xem các người có thủ đoạn khó đường gì đó rầm 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 ngay vị trí cái phao mà lý thất dạ đang đứng dưới đáy biển có cột đó trồi lên mỗi một căn cột đá cao chọc trời vô cùng to lớn sau khi những cây cột đá này từ mặt biển trồi lên cao cao lập tức vây quanh mặt biển này, trên cột đá có khắc đạo văn dài hẹp. Âm thanh long cong, long cong, long cong vang lên, trên cột đá có đạo văn dài hẹp không ngừng nối với nhau, giống như khóa sắt quá chặt cả hải vực này lại, chương 2092. Bẫy dập, hai cuối cùng ông một tiếng, trên mỗi cột đá tỏa ra khí tức cường đại, hào quang chói mắt bắn thẳng ra ngoài, tia sáng này chiếu rọi mặt nước, hư không giống như đông cứng lại, khí tức hải thần, đây là thủ đoạn của hải thần, nhìn thấy những cây cột đá này tỏa ra hào quang, có tu sĩ xem náo nhiệt sật mình nói ra. Lúc này những cây cột đá đông cứng không gian vị trí lý thất dạ đang đứng, lập tức phong tỏa không gian chung quanh lý thất dạ, giờ này khắc này, trên mỗi cây cột đá tỏa ra khí tức chấn áp lý thất dạ, giống như muốn đoạn tuyệt tất cả đường lui của lý thất dạ, hơn nữa là muốn chấn áp lý thất dạ. Đây là hải thần tự tay luyện ra vật phẩm chấn áp A, có một hải yêu tới từ đại giáo nhìn thấy những cột đá này thì nhìn ra mánh khóe, lập tức nói ra, đây là vật do hải thần nào luyện ra có thu dĩ không khỏi hỏi vị đại hiền này há miệng muốn nói nhưng mà cuối cùng hắn ngậm miệng lại không muốn nói chuyện nhiều hắn không muốn bạo lộ lai lịch người kia ra dù sao hắn và lý thất dạ không thân chẳng quen hắn không cần phải bởi vì lanh mồm lanh miệng nhất thời mà trêu chọc một hải thần truyền thừa ông một tiếng thời điểm này huyết khí của lý thất dạ hiển hiện ra ngoài hào quang trên cột đá thể hiện lạc ấn hải thần muốn chấn áp huyết khí của thất dạ xuống dưới lạc ấn hải thần này huyết khí của lý thất giả lập tức bị áp chế trong không gian bị phong bế như vậy cũng không biết lý thất giả có thể đối kháng được hải thần chấn áp hay không nhìn thấy là ấn hải thần muốn chấn áp huyết khí của lý thất giả có cường giả lại nói ra lý thất giả một chút cũng không để ý dứt khoát thu hồi huyết khí vừa cười vừa nói cũng tốt cho dù không sử dụng huyết khí không thi triển công pháp ta cũng có thể diệt các người có thủ đoạn thì sử dụng đi không nên lãng phí thời gian của ta thấy lý thất Dạ thu liễm huyết khí Thời điểm này hắn thu liễm huyết khí, nhìn qua hắn hiện tại chẳng khác gì một phàm nhân, chuyện này làm cho rất nhiều người đều há hốc mồm, đối mặt với hải thần trấn áp, lại vẫn thu liễm huyết khí, không dùng công pháp đối địch, đây là tự tin cỡ nào, bá đạo ra sao. Vào thời điểm này, trong nước biển có chồi nhỏ dài hẹp rũi ra, giống như cái chồi nhỏ này đang sinh ra cái cảnh mới. Trong nháy mắt cái chồi nhỏ này sinh ra trong biển, trong khoảng thời gian ngắn, tổng khu vực bị phong bế vài trăm dặm này sinh ra vô số chồi, vào thời điểm này vùng biển vài trăm dặm trước mặt không còn nhìn thấy nước biển, phóng mắt nhìn qua đều là trồi, xem ra giống như một thảo nguyên trên biển, đây là cái gì? Nhìn thấy khu vực vài trăm dặm này xuất hiện vô số trồi nhỏ, thoáng cái biến thành bãi cỏ, rất nhiều người đều há hốc mồm. Rất nhiều người nhìn thấy những trồi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn làm sao không rõ ràng đây là thứ gì, ngay vào lúc những cái trồi không có ý nghĩa này mọc ra, trong nháy mắt vô số trồi này sinh ra nhiều đám mây khổng lồ, vô số cảnh cây du động giống như linh xà trong khoảng thời gian ngắn, vô số cảnh cây giao thoa. Dệt cái hải vực này thành một cái tổ, cái tổ cực lớn này bao vây lý thất dạ vào trong, mà lý thất dạ đứng ở nơi đó, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ mang theo nụ cười nhìn qua cảnh này. Nhìn thấy cảnh cây dài hẹp sinh trưởng rậm rạp trên đám mây, giống như bao phủ bầu trời, phong tỏa thiên địa, dệt thành cái tổ, chuyện này làm cho rất nhiều người đều ngây ngốc, là sĩ tương thụ tộc, nhìn thấy đám mây khổng lồ đan thành cái tổ, rốt cục có tu sĩ thụ tộc tu nhận ra lai lịch của cái tổ khổng lồ này trong nháy mắt đám mây khổng lồ tạo thành cái tổ cây to lớn cả bầu trời như bị phong tỏa lúc này trên biển có một thụ nhân hiện ra những thụ nhân này chỉ có đầu sọ thân thể toàn bộ là rễ và xúc tu rễ cây trên người rất trắng kiện giống như đầu rồng có sừng đang mọc ra trên biển tốc độ sinh trưởng của chúng rất dọa người thoáng cái đã phong tỏa cả vùng biển này thoáng cái cả thiên địa chỉ còn lại đám mây khổng lồ hơn nữa đám mây khổng lồ này đang co rút nhanh chóng cái tổ cực lớn giống như dùng lực lượng mạnh mẽ bóp chặt lại muốn ghim chết lý thất dạ trong tổ cây. Đám mây khổng lồ và những cái rễ này, thậm chí có một hải yêu đang đung đưa, những hải yêu này nhìn qua giống như nước biển, thân thể trong suốt, có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, khi thân thể của bọn chúng đung đưa, dĩ nhiên càng có chất lỏng không ngừng chảy ra, những chất lỏng này toàn bộ chảy vào rễ cây. Mà những rễ cây này đang điên cuồng hấp thu chất lỏng, dường như những chất lỏng này là đại bổ vật, làm cho những rễ cây đang sinh trưởng trên đám mây phát triển cực nhanh, thoáng cái chật ních cả không gian biến hóa này tới quá nhanh thời điểm đám mây khổng lồ và dễ cây chật ních cả không gian nó chỉ giống như công pháp mà thôi trong thời gian ngắn như thế trong không gian bị phong ấn này muốn trốn ra cũng rất khó huống chỉ lý thất dạ vẫn đứng đó không nhúc nhích hắn càng bị nhốt trong tổ cây băng linh hải yêu cái này cái này là chuyện không có khả năng nhìn thấy những hải yêu đang đung đưa trên rễ cây một thánh chủ tới từ long yêu tộc giật mình nói ra vì cái gì không có khả năng có tu sĩ không quen thuộc long yêu hải hỏi một câu băng linh hải yêu cùng xí tương thụ tộc là thù địch sinh tử bọn chúng là kẻ thù truyền kiếp cho tới nay vẫn liều mạng người chết ta sống vị thánh chủ này giật mình nói nhưng mà hai tộc này lại có thể hỗ trợ lẫn nhau linh thủy của băng linh hải yêu đối với xí tương thụ tộc mà nói chính là đại bổ linh thủy của bọn họ có thể làm cho xí tương thụ tộc thành thục nhanh hơn đây có ý nghĩa sức bật của xí tương thụ tộc sẽ gấp mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần mà đối với băng linh hải yêu mà nói dễ của xí tương thụ tộc cũng là vật đại bổ tên thánh chủ kia giật mình nói. Cho tới nay, xí tương thụ tộc muốn bắt sống băng linh hải yêu, dùng ép khô linh thủy của bọn họ, mà băng linh hải yêu cũng sẽ hấp thu rễ cây của xí tương thụ tộc, dùng luyện thành bảo dược của chính mình, hai chủng tộc nhiều thế hệ tàn sát sinh tử, càng đừng nói là chuyện liên thủ hợp tác với nhau như thế này. Bùng một tiếng vang lên, thời điểm này tổ cây bắt đầu sinh ra hỏa hoạn, cả tổ cây này nhanh chóng bị lửa bao phủ, trên thực tế, dùng thiêu đốt để nói còn chưa đủ hình dung được cảnh trước mặt này giống như đang nổ tung, không gian trong tổ chim này nhanh chóng bị hòa diễm bao phủ, giống như một cái mặt trời sinh ra, thoáng cái nở rộ, thoáng cái nổ tung, phun ra khói lửa đáng sợ, khói lửa vô cùng hung mãnh nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian. Đáng sợ hơn là, cả không gian bị phong ấn, trong không gian bị phong ấn này, thoáng cái khói lửa và nổ tung mãnh liệt không ngừng sinh ra, uy lực cường tới mức khó mà hình dung, nó lại có thể lập tức đốt cháy tất cả, nhiệt độ cao đáng sợ này có thể đối sạch mọi thứ. Chương 2093 Bằng linh hải yêu trong thời gian cực ngắn đó, tổ chim đã không thấy, trong không gian bị phong ấn chỉ có một mặt trời cực lớn mà thôi, nó dường như phun ra hỏa diễm vạn trượng. Đáng sợ như thế liệt diễm trùng kích thiên địa, đốt cháy tất cả, mà lý thất giả vốn đang bị bao phủ trong tổ chim kia, lúc này nằm trong trung tâm của hỏa diễm thiêu đốt, liệt diễm đáng sợ kia muốn đốt lý thất giả thành cho tàn. Nhìn thấy ánh lửa trùng thiên trước mắt, chiếu sáng tới mức người ta khó mà mở mắt ra quan sát cảnh bên trong, chuyện này làm cho rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm hỏa diễm hùng mãnh như thế cho dù là đại hiền cũng sẽ bị đốt thành cho tàn đây là điểm đáng sợ của xí tương thụ tộc nếu như bọn họ nguyện ý dùng ho tổn thọ nguyên của mình dốc sức liều mạng bọn họ có thể thiêu đốt thân thể của chính mình lập tức đốt cháy tất cả địch nhân có một lão tổ thụ tộc nói ra có băng linh hải yêu đây càng làm cho thân thể xí tương thụ tộc sinh trưởng mạnh hơn nữa đây là là làm cho uy lực vụ cháy này càng phóng đại hơn lúc trước còn sống không có người mở to mắt ra nhìn, muốn nhìn vào trong trung tâm của hỏa cầu. Nhưng mà hỏa diễm quá mức nóng bỏng, quá mức chói mắt, cho dù là thiên nhãn cũng không nhìn thấy được. Trong âm thanh rầm rầm ào ào vang lên, trong ánh mắt hiếu kỳ về sinh tử của Lý Thất Dạ, trong lúc đó, liệt diễm cuộn cuộn, một đám lửa đang thiêu đốt trong mặt trời này lõm xuống, giống như có đồ vật gì bên trong mặt trời đang cắn nuốt hỏa diễm của nó. Âm thanh bồng 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 vang lên mãnh liệt, không gian bị phong ấn này không ngừng chấn động mạnh, mặt trời đang thiêu đốt mãnh liệt lúc này không ngừng thu nhỏ lại, giống như sắp bị rút hết toàn bộ hỏa dưỡng bên trong. Cuối cùng mặt trời thiêu đốt đã nhỏ lại tới mức có thể nhìn rõ ràng, lúc này mọi người mới nhìn thấy Lý Thất Dạ đang điên cuồng cắn nuốt hỏa dưỡng cùng mặt trời. Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, lò lớn tính mạng hiện ra, lúc này lò lớn tánh mạng có thiên đạo thủy tự hiện ra, vốn lò lớn tánh mạng có tính mạng chi hỏa không ngừng thiêu đốt, mà thiên đạo thủy tự có được bản tính nóng bỏng nhất, kể từ đó, lò lớn tánh mạng dung hợp với thiên đạo thủy tự chính là hoàn mỹ không? Gì sánh kịp, nó có thể thôn vệ tất cả mùi lửa, mà hỏa diễm bừng bừng của xí tương thụ tộc chính là dùng thiêu đốt tính mạng chi hỏa của bản thân, thiêu đốt thân thể mà sinh ra. Cho nên hỏa diễm này đối với lý thất giả dạ mà nói chính là thuốc bổ, sau khi thôn vệ toàn bộ hỏa diễm bừng bừng kia, lúc này cũng tăng mạnh tính mạng chi hỏa của lý thất giả dạ lên rất nhiều. Loại đồ tốt đưa lên tận cửa như thế này, lý thất giả dạ làm sao bỏ qua được chứ? trực tiếp dùng lò lớn tính mạng cắn nuốt sạch sẽ trở thành của mình. Điều này sao có thể, như vậy cũng được. Nhìn thấy lý thất dạ dùng lò lớn tánh mạng cắn nuốt hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực chung quanh, rất nhiều người đều không thể tin vào con mắt của bản thân mình. Mọi người đều biết, hỏa diễm hừng hực của xí tương thụ tộc tuyệt đối là thứ tốt, bởi vì đây là do bọn chúng thiêu đốt tính mạng chi hỏa của bản thân tạo ra hỏa diễm hừng hực, nếu như chiếm hỏa diễm như thế biến thành của mình sử dụng, đương nhiên là đại bổ, nhưng mà hỏa diễm cường đại bá đạo như thế, ai không thừa nhận cũng không được, nếu như muốn thôn phệ hỏa diễm nóng như thế, rất dễ dàng phá hủy lò lớn tính mạng của bản thân mình. Lúc này tất cả hỏa diễm hừng hực đã bị lý thất dạ thôn phệ, lần này tất cả cường giả xí tương thụ tộc lập tức sốt ruột không gì sánh được, hợp thể. Vừa nhìn thấy hỏa diễm hừng hực của mình không làm gì được lý thất dạ, cường giả xí tương thụ tộc quát to một tiếng, lập tức sẽ cây của bọn họ điên cuồng sinh trường, dường như thoáng cái thiêu đốt tất cả mọi thứ. Cùng lúc đó băng linh hải yêu lập tức hợp thể với xí tương thụ tộc, thân thể băng linh hải yêu cắm vào thân thể của xí tương thụ tộc chuyện này làm cho băng linh hải yêu lập tức rót linh thủy vào trong người xí tương thụ tộc cái này cái này quá không thể tưởng tượng nổi xí tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu chính là kẻ thù truyền kiếp bọn họ hai bên hợp tác như thế thật sự là không thể tưởng tượng nổi có thể làm cho bọn họ hợp tác khăn khít như vậy chắc chắn phải có người ra cái giá trên trời làm cho bọn họ liên thủ lấy mạng của lý thất dạ có trưởng môn nhìn thấy băng linh hải yêu cùng xí tương thụ tộc hợp tác khăn khít như thế làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đều không thể tin vào tất cả những gì mà bản thân mình nhìn thấy tiếng nói xôn xao không ngừng vang lên vào thời điểm này giống như xí tương thụ tộc đang nở hoa mở ra một lại hốc cây mỗi một hốc cây đều tối như mực rầm 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 trong thời gian cực ngắn đó nham thạch nóng chảy đáng sợ từ trong hốc cây đó trào ra ngoài dùng nham nhanh chóng bắn thẳng lên người lý thất dạ cho dù là bầu trời cũng có dùng nham đang rơi xuống mục tiêu cũng là lý thất dạ trong khoảng thời gian ngắn vô số nham thạch nóng chảy từ bốn phương tám hướng không ngừng bao phủ tới nơi này tất cả giống như muốn bao phủ lấy lý thất dạ nhưng lại muốn chung kích lý thất dạ nát bấy liệt tương xí tương thụ tộc đã ra đòn sát thủ nhìn thấy cảnh trước mặt này có cường giả thụ tộc nghẹn ngào nói ra ngàn vạn đừng đụng phải liệt tương này một khi dính vào thì lập tức sẽ nổ tung liệt tương của xí tương thụ tộc là thứ vô cùng đáng sợ nó không chỉ có nhiệt độ cực cao hơn nữa một khi bị liệt tương dính vào trong thân thể mình nó giống như có được sinh mạng của bản thân, lập tức chui vào trong cơ thể người, sau đó lập tức nổ tung trong người của ngươi. Hơn nữa lực nổ tung của liệt tương là cực kỳ to lớn, so với hỏa diễm hừng hực của xí tương thụ tộc về bản chất còn cường đại hơn mấy chục lần, một khi liệt tương nổ tung trong người, như vậy, thân thể ngươi có cường đại hơn nữa cũng không thể thừa nhận nổi, nó sẽ trong thời gian ngắn nổ đắt thân thể của ngươi. Ngay sau khi mọi người nhìn thấy liệt tương rơi xuống, oanh, 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 tiếng nổ lập tức sinh ra liên tiếp, không gian phong ấn lập tức lay động. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy mọi chuyện không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy lò lớn tính mạng của Lý Thất Dạ lập tức mở rộng ra, điên cuồng cắn nuốt tất cả liệt tương lao tới. Cùng lúc đó lò lớn tính mạng của Lý Thất Dạ xung động vô cùng mãnh liệt, trong lò lớn tính mạng truyền ra từng tiếng nổ tung liên tục, không hề nghi ngờ liệt tương bị cắn nuốt đang nổ tung trong lò lớn tính mạng. Nhưng mà thiên đạo thủy tự giống như đạo pháp, nó không ngừng cố thủ thiên đạo thủy tự khóa toàn bộ lò lớn tính mạng cho dù liệt tương không ngừng nổ tung trong nào lớn tính mạng, đều không thể làm bị thương lớn lớn tính mạng trước nào cả. Mà đồ vật như thiên đạo thủy tự cũng không bị nổ lớn ảnh hưởng tới trước nào cả, chương 2094, quái vật biển, một rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, không người nào không trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật sự không tin nổi vào ánh mắt của bản thân. Lò lớn tính mạng này là tinh kim chế tạo thành hay sao, cho dù nổ tung như thế cũng không có việc gì, cho dù là thần hoàng cường đại nhất lò lớn tánh mạng cũng không có khả năng thừa nhận vụ nổ mạnh mẽ như thế. Có một đại hiền tới từ hải yêu không thể tin được ánh mắt của mình, thần sắc biến hóa khó nhìn. Tiếng nổ rầm 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 không ngừng vang lên bên tai, chỉ thấy liệt tương không ngừng bắn ra bên ngoài, tất cả liệt tương trào ra vô cùng vô tận, điên cuồng trùng kích lò lớn tính mạng của lý thất dạ, dường như... Sĩ tương thụ tộc không nổ nát thân thể lý thất dạ thì thể không bỏ qua. Nhìn thấy liệt tương vô tận đang bao phủ lấy lý thất dạ, làm cho một ít thụ tộc hải yêu nhìn thấy cũng phải hâm mộ, có hải yêu thậm chí nói ra. May mắn xí tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu là kẻ thù sinh tử truyền kiếp, nếu không hai tộc này liên thủ với nhau, tuyệt đối sẽ trở thành môn phái truyền thừa đáng sợ nhất trong lòng yêu hải, liệt tương phun ra vô cùng vô tận như thế, chỉ sợ có thể lập tức phá hủy một đại giáo cương quốc, không đúng. Thời điểm có một ít thụ tộc hải yêu hâm mộ, đại hiền thế hệ trước kinh nghiệm phong phú nhìn qua cảnh trước mặt hồi lâu, lắc đầu nói ra, cái này không đúng, bọn họ là thân bất do kỳ, đã không thể khống chế nổi liệt tương của bản thân mình. Tên đại hiền này nói đúng, lúc này tất cả cường giả sĩ tương thụ tộc và băng linh hải yêu vừa vội vừa sợ, bởi vì vi liệt tương của bọn họ không ngừng phun ra ngoài, bọn họ đã không thể khống chế nổi liệt tương, liệt tương của bọn họ bị đau lớn tính mạng của lý thất giả thôn phệ, điên cuồng phun trào ra ngoài. Hoàn toàn không dừng lại, giống như muốn ép khô bọn họ, phải biết rằng đối với sĩ tương thụ tộc mà nói, tuy liệt tương của bọn họ vô cùng đáng sợ, uy lực thập phần cường đại, nhưng mà phun liệt tương ra ngoài với bọn họ mà nói cũng phải trả cái giá nặng nề đối với xí tương thụ tộc mà nói liệt tương giống như huyết khí của tu sĩ thậm chí là thọ huyết hiện tại bọn họ phun liệt tương ra ngoài giống như không cần tiền chuyện này có ý nghĩa tất cả thọ huyết bản thân đang bị lý thắt giả thôn phệ. tách ra lúc này có cường giả xí tương thụ tộc hét lên như điên hắn nói với băng linh hải yêu bởi vì băng linh hải yêu hợp thể với bọn họ chuyện này làm cho liệt tương của bọn họ càng cường đại hơn Đương nhiên bị lý thất giả thôn vệ cũng càng không hợp thái thường, chia lìa không được. Băng Linh Hải yêu cũng vừa sợ vừa giận, linh thủy của bọn họ đang trèo chống xí tương thụ tộc phun trào liệt tương, nhưng hiện tại liệt tương bị lý thất giả điên cuồng thôn vệ. Lý thất giả không chỉ thôn vệ thọ huyết của xí tương thụ tộc, đây cũng là thôn vệ thọ huyết của bọn họ, và lúc này bọn họ là một thể. Với xí tương thụ tộc Xí tương thụ tộc cùng băng Linh Hải yêu dốc sức liều mạng chia lìa thân thể nhưng mà lo lớn tính mạng của lý thất giả không ngừng sinh ra lực lượng thôn vệ đáng sợ dường như khóa chặt xí tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu lại bọn họ vừa mới muốn chia lìa lại lập tức hợp thể căn bản không cách nào chia lìa thành công trong khoảng thời gian ngắn bỏ nước tung bay mặc kệ xí tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu dễ dụ trong nước biển thế nào cũng không thoát ra khỏi thôn vệ của lý thất giả trời ơi đây không phải xí tương thụ tộc đang công kích lý thất giả là lý thất giả muốn hút sạch thọ huyết của bọn họ rốt cục rất nhiều người đã nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt này, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dùng mình một cái, không, cuối cùng, tất cả cường giả sĩ tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu đều kêu lên một tiếng thảm thiết và lúc lý thất giả điên cuồng thôn phệ thọ huyết của bọn họ sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt biển chìm nổi lấy vô số cỗ thi thể sĩ tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu. Nhìn qua trên biển có vô số thi thể chìm nổi, không ít người dùng mình, có mấy trăm băng linh hải yêu và cường giả xí tương thụ tộc sống sờ sờ bị hút thành thây khô tất cả khí huyết của bọn họ đã bị lý thất giả thôn phệ là hoàn toàn bị ép khô chuyện này quá kinh khủng đây quả thực là tà thuật có tu sĩ nhìn qua thi thể khô quắt nằm trên biển thì nói ra cũng có trưởng môn nhìn qua mấy trăm thi thể đang nằm trên biển không khỏi nói ra xí tương thụ tộc băng linh hải yêu sắp xong đời rồi tất cả tinh nhuệ của bọn họ kể cả nguyên lão đều chết ở nơi này từ đó về sau bọn họ sẽ không gượng dậy nổi đây là kết cục của lòng tham, treo giải thưởng không thể đạt được, lại góp cả mạng của mình vào. Nghe được câu nói như vậy, không ít người lập tức trầm mặc một chút, si tương thụ tộc cùng băng linh hải yêu chính là kẻ thù truyền kiếp, cho tới nay đều bất hòa với nhau, lúc này lại liên thủ vô cùng hiếm thấy, lại bị người ta đổ sát, kết cục như thế là bi kịch bực nào, thật sự bổ nhạc. Lý thất giả thu hồi lò lớn tính mạng, hắn lãnh đạm cười cười, ánh mắt quét qua, sau đó nhìn qua bầu trời, lãnh đạm nói, còn có thủ đoạn gì nữa cứ tiếp tục mang ra đi, chỉ lệnh. Thời điểm tiếng nói của Lý Thất Dạ vang lên, trên bầu trời có tiếng vang như sấm sinh ra, ở trên bầu trời dường như có thứ gì đó bị nổ tung, và lúc này, bầu trời hiển hiện thần chỉ, đánh xuống thần ý, chỉ thấy thần thánh đạo văn đánh xuống, giống như nó hiệu lệnh cửu thiên thập địa, thống soái vạn vực. Hải thần chỉ lệnh, nhìn thấy thần chỉ trên bầu trời xuất hiện quá đột ngột, có người kinh hô một tiếng, Hải thần chỉ lệnh, đây là chỉ lệnh mà Hải thần viết khi còn sống, chỉ lệnh vừa ra nó có thể hiện hiện thần uy, có thần chỉ có tính nhắm vào, có thần chỉ là không có tính nhắm vào. Thần chỉ có tính nhắm vào là thần chỉ đa từng được hải thần ước định với một tộc hoặc một người nào đó tính toán sau khi hải thần mất đi hậu nhân cầm chỉ lệnh là có thể hiệu lệnh thần chỉ không có tính nhắm vào, thần chỉ này có ý chí chấn áp địch nhân. Loại thần chỉ này thập phần cường đại, nó đại biểu cho ý chí của hải thần, tu sĩ hoặc cường giả bình thường không cách nào ngăn cản được chỉ lệnh hải thần đánh xuống từ bầu trời, nó cũng không phải chấn áp lý thất dạ chỉ thấy đạo văn hải thần rơi vào nước biển trong nháy mắt biến mất hải thần chỉ lệnh biến mất trong nước biển nước biển bình tĩnh rất nhiều người còn chưa rõ chỉ lệnh này có hiệu quả gì oanh tiếng nổ vang lên vào thời điểm rất nhiều người đang suy đoán thần chỉ này có ý nghĩa như thế nào đột nhiên có sóng lớn ngập trời sinh ra sóng lớn đáng sợ phóng lên trời lập tức lật tung thiên địa trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ oanh 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 vang lên liên tục các vùng biển lay động xem như vùng biển chung quanh lý thất dạ bị phong ấn cũng lập tức lay động không ngớt, giống như phong ấn tùy thời sụp đổ. Chương 2095, quái vật biển, hai lui, nhìn thấy một màn như vậy, thần thái Liễu Như Yên biến đổi, nàng lập tức hạ lệnh một tiếng, sau khi thuyền của thôn Ba Tông lùi ra phía sau. Tu sĩ đang quan sát ở xa xa cũng nhanh chóng lùi lại, tuy bọn họ không biết đó là vật nào, nhưng mà ngay cả thôn Ba Tông cũng lùi lại, bọn họ hiểu có đại sự xảy ra. Thời điểm này tiếng nổ oanh, oanh, oanh vang lên liên tiếp, thiên giao động sáng ngời, Lúc này xúc tu dài hẹp từ trong biển sinh ra, mỗi một xúc tu vô cùng to lớn, thời điểm này trong lòng biển có bàn tay dài hẹp hiện ra, mỗi một bàn tay dài hẹp này dài ngàn dặm, một tiếng nổ phanh vang vọng các nơi. Thời điểm bàn tay dài hẹp vươn tới, phong ấn không gian lúc này bị xé nát, mỗi cột đá trồi lên mặt biển tan vỡ, phong ấn không gian thoáng cái mất đi hiệu lực, bàn tay dài hẹp bay múa trên bầu trời, tiếng nổ oanh, oanh, oanh lại sinh ra liên tục. Bàn tay lớn dài hẹp giống như sơn mạch sơ cao, nước biển như vỡ tuôn ra nhấc lên sóng to gió lớn sóng lớn đáng sợ trùng kích vạn dặm nhấc lên biển gầm đáng sợ rất nhiều tu sĩ đang quan sát lập tức lùi ra xa xa bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mặt thì chấn động mạnh mẽ đây là quái vật gì nhìn thấy bàn tay dài hẹp khổng lồ như thế rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể như vậy trong âm thầm có người kinh hô lên đương nhiên bọn họ biết rõ mình đang nhìn thấy cái gì nhưng mà hiệu quả còn hơn xa tưởng tượng của bọn họ bọn họ cũng không ngờ quái vật đó thức tỉnh lại có thể xé rách phong ấn không gian. Tuy trong âm thầm có người kinh hô lên, nhưng mà sau đó lại là đại hỉ, bởi vì quái vật biển này cường đại, như vậy cơ hội chém giết lý thất dạ càng lớn. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền khắp cả vùng biển, vào thời điểm này một màn khủng bố xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy rác hút trên bàn tay dài hẹp này sinh ra hấp lực, cái này nước biển ngàn dặm của hải vực này bị kéo lên. Cả hải vực giống như bị chóc ra, nổi lên bầu trời sau đó có một thứ cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ đó là một con hải trương vô cùng to lớn hải trương to lớn này có thể đánh nát sơn mạch ngàn dặm dễ dàng thân thể hải trương to lớn giống như ngọn núi khổng lồ mà cánh tay xúc tu dài hẹp của nó dài ngàn dặm mỗi một đầu xúc tu có rác hút to lớn mỗi lần sinh ra lực hút lại giống như lỗ đen cực lớn hải trương này mở đôi mắt ra lúc nó trợn mắt sáng lên như sao ánh sáng này lập tức chiếu sáng cả hải vực cái này cái này đây là quái vật biển gì rất nhiều người nhìn thấy hải trương cực lớn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. nhìn qua xúc tu dài ngàn dặm như thế, tất cả mọi người có thể tưởng tượng mỗi xúc tu như vậy có thể dễ dàng nghiền chết đại hiền đế trương, một quái vật biển đã từng hoành hành long yêu hải một thời gian ngắn. có một đại hiền lớn tuổi nhận ra lai lịch của hải trương, ánh mắt chấn động nói ra truyền thuyết đã từng có một vị thần vương đã từng khiêu chiến quái vật biển này, nhưng mà lại bị sống sờ sờ xé rách. về sau đồn đãi nói quái vật biển này gặp được hải thần, từ đó về sau nó biến mất, thật không ngờ nó vẫn ngủ say ở nơi này. Quái vật biển, đây chính là quái vật chỉ ở thiên linh giới mới có, trong đại dương mênh mông của thiên linh giới này, trong đáy biển có không ít quái vật biển, hơn nữa, những quái vật biển này cực kỳ cường đại. Quái vật biển khác với hải yêu, quái vật biển là sẽ không tu hành, chúng bảo trì bồn tướng bản thân mình, hơn nữa khác biệt với hải yêu, quái vật biển độc lai độc vãng, trên cơ bản không cả đàn cả rũ. Quan trọng hơn là, bởi vì chúng không có mở linh trí, nguyên nhân này chúng bảo trì bổn tướng quái vật biển có thể sống thật lâu thật lâu hơn nữa sống được càng lâu quái vật biển càng cường đại tuy quái vật biển không tu hành nhưng mà chúng sau khi sống lâu thì thực lực bản thân càng cường đại chúng hoặc là lực lớn vô cùng hoặc là bản thân kịch độc hoặc là có thiên phú thần kỳ là vị hải thần nào có tu sĩ nhịn không được tò mò nói ra vị đại hiền lớn tuổi này há miệng muốn nói nhưng hắn lại ngậm miệng lại đương nhiên hắn biết rõ năm đó là vị hải thần nào đích thân hàng phục quái vật biển này nhưng mà giờ này khác này, hắn không muốn nói ra, miễn đưa phiền toái tới cho bản thân. Thời điểm này ý chí hải thần từ trên bầu trời giáng xuống, đánh thức quái vật biển đang ngủ say, không hề nghi ngờ, oanh một tiếng, xúc tu to lớn của đế trưng lập tức đánh về phía lý thất dạ, xúc tu thật lớn đánh tới, uy lực có thể nghĩ, nghe được một tiếng phanh vang lên không dứt, hư không nứt vỡ, lúc này thết thét thét. Vang vọng thiên địa, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, xúc tu to lớn này đánh xuống, có thể đánh nát sơn mạch dài vạn dặm, có thể làm lục địa chìm nhìm. Nhưng mà xúc tu cực lớn này còn chưa đánh tới chỗ lý thất dạ, lập tức lý thất dạ biến mất, hắn đứng trên không trung, hắn nhìn qua hải trương to lớn này, chỉ cười lạnh một chút. Nhưng mà phản ứng của hải trương cực nhanh, vào lúc lý thất dạ biến mất thì một xúc tu cực lớn khác đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp đánh tới. Nhưng mà tốc độ hải trương nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng lý thất dạ, thời điểm xúc tu hải trương sắp đánh lên người lý thất dạ, hắn lại lập tức biến mất, xuất hiện ở nơi khác. Oanh! Oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, xúc tu dài hẹp của Hải Trưng rủ xuống, nứt vỡ thiên địa, nhấp lên sóng to gió lớn, cả phiến hải vực đã thành tai nạn, giống như tận thế đang tiến tới. Trên bầu trời, bóng dáng của Lý Thất Dạ lúc này dần dần hiện lộ lần nữa, bởi vì tốc độ thuấn di của Lý Thất Dạ quá nhanh, trên bầu trời lưu lại hắn một đám tàn ảnh, đến cuối cùng, trên bầu trời khắp nơi đều là bóng dáng của Lý Thất Dạ. Mà tốc độ xúc tu của Hải Trưng cực nhanh thời điểm này xúc tu của nó điên cuồng quất thẳng vào lý thất dạ giống như vạn xà quần loạn trên bầu trời cũng đầy bóng dáng xúc tu của hải trương trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi trên bầu trời là bóng dáng lý thất dạ và xúc tu của hải trương tất cả mọi người nhìn thấy liền hoa mắt thấy rất nhiều người đang choáng váng bất luận là lý thất dạ hay là hải trương tốc độ hai bên thật sự là quá nhanh nhanh tới mức người ta nhìn thấy cũng không rõ ràng oanh một tiếng vang thật lớn vào giờ phút này hải trương vốn mượn nước biển bay lên đã rơi xuống cả hai vực này sinh ra chấn động khổng lồ, sóng biển ngập trời. Vào thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy xúc tu dài hẹp của hải trương quấn chặt vào nhau, biến thành viên thịt cực lớn. Lúc này hải trương dốc sức liều mạng dãy ruộng, muốn buông xúc tu đang thắt ra, nhưng mà nó càng dãy ruộng, thắt càng chặt, giống như muốn thắt chết nó. Chỉ số thông minh thấp như thế cũng dám dương oai trước mặt ta, lý thất giả liếc mắt nhìn hải trương đang dốc sức liều mạng dãy ruộng. chương 2096, năm đại tướng, một lý thất dạ sau khi lần lượt tránh thoát xúc tu công kích xúc tu của hải trương nhanh chóng biến thành chồng chéo nhau hơn nữa lại thắt chặt lấy nhau bất luận hải trương dãy dụ thế nào cũng không thoát ra được nhìn thấy xúc tu của hải trương thắt chặt vào nhau biến thành viên thịt to lớn tất cả mọi người nhìn thấy liền há hốc mồm lúc này viên thịt hải trương rất lớn thân thể của nó càng không chống đỡ nổi viên thịt này cả thân thể chìm vào biển cả thời điểm hải trương chỉ vào biển cả lý thất dạ thoáng cái lao xuống bắt lấy một xúc tu của hải trương âm thanh rầm ào ào vang lên lý thất dạ phóng thẳng lên bầu trời lại kéo thân thể hải trương lên cao hô 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 cùng phong gào thét lý thất dạ kéo hải trương lên bầu trời sau đó không ngừng xoay tròn nó hải trương lúc này chuyển động như cối say gió thời điểm nó không ngừng chuyển động đã hình thành vòng xoáy đáng sợ trùng kích lên mặt biển đi thôi cuối cùng lý thất dạ buông tay ra hô một tiếng thân hình cực lớn của hải trương lao thẳng tới chân trời biến mất trong biển rộng mênh mông hải trương cực lớn bị lý thất dạ ném ra lòng yêu hải rơi vào trong chân trời vô biên cũng không biết trong tương lai đầu hải trương này còn có thể sống sót hay không như vậy cũng được rất nhiều người thấy đều trợn mắt há hốc mồm nhưng mà có cường giả suy nghĩ một chút cũng hiểu được đây cũng là phương pháp giải quyết hải trương gọn gàng nhất mà hải trương chính là quái vật biển to lớn thân thể của chúng vô cùng cứng cỏi nó có thân thể cứng cỏi như vậy muốn giết chết nó hoàn toàn trong thời gian ngắn đây không phải là chuyện dễ dàng trực tiếp bắt nó ném ra khỏi lòng yêu hải ném vào biển rộng mênh mông chuyện này sẽ giải quyết dứt khoát lưu loát lúc này lý thất giả đạp không đi lên cao một cước đạp vào trong đám mây trắng phanh một vang sinh ra mây trắng tán đi bí pháp nứt vỡ một chiếc thuyền lớn lộ ra đã đến làm gì lén lén lút lút chứ lý thất giả đứng trên bầu trời nhìn qua chiếc thuyền bạo lộ hành tung nhàn nhạt, nhạt cười cười nói ra đi hành tung bạo lộ hai thân ảnh trong thuyền lao ra muốn nhanh chóng chạy đi nhưng mà bọn họ không có chạy ra bao xa phanh một tiếng nổ tung lúc này dường như đụng vào cái gì đó nên bay trở về vào lúc hai thân ảnh kinh hãi lập tức đổi một hướng khác chạy đi muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng mà kết quả vẫn giống nhau vẫn là phanh một tiếng giống như đụng vào cái gì đó dội ngược trở về mà hai thân ảnh này đổi phương vị vài lần nhưng mà kết quả cũng giống nhau cả không gian bị phong ấn bọn họ căn bản không thể trốn thoát rời đi lý thất dạ đứng ở nơi đó nhìn qua hai thân ảnh đang loài hoài như chó nhà có tang hắn nhàn nhạt cười cười nói ra phong tỏa không gian không chỉ các người mới có phong tỏa không gian thuật này xuất phát từ không thư chính là một bộ phận khống chế không gian trong tứ đại thuật một khi bị phong tỏa không gian như vậy bí thuật này sẽ tập trung lại tu sĩ muốn phá hư phong tỏa khó càng thêm khó hai thân ảnh này bỏ chạy thuộc mạng cũng dừng lại bọn họ cũng biết không gian này bị phong tỏa muốn chạy ra biện pháp duy nhất là giết lý thất giả sau khi thân ảnh của hai người dừng lại, rất nhiều người nhìn rõ ràng chân diện mục của bọn họ, đây là hai người thân thể thấp bé. Nhưng mà trên người cõng theo một cái giáp thuận lớn, một khác là lão giả dáng người khôi ngô, trong tay cầm trường thương, ánh mắt thập phần sắc bén, đây là hai trong năm đại tướng của đế giải phách chủ, quy tướng cùng thương tướng, có người nhìn ra chân diện mục của hai người này, sắc mặt biến đổi, giật mình nói. Nhìn thấy hai người này, liễu như yên cùng chắc kiếm thi thần thái vô cùng tự nhiên, đối với các nàng mà nói, đây đã là chuyện trong dự liệu, nhìn thấy hai người này, không ít người thầm giật mình, nhìn nhau. Năm đại tướng của đế giải phách chủ phân biệt gọi quy tướng, thương tướng, võng tướng, câu tướng, chủy tướng, nghe nói năm người này đã luyện thành sát lục chi thuật liên thủ mà thành, không ít cường giả cường đại hơn bọn họ đã chết trong tay bọn họ, mà bọn họ lập nhiều chiến công hiển hách cho đế giải phách thủ. Quy tướng cùng thương tướng đồng thời xuất hiện ở chỗ này, đáp án dĩ nhiên là muốn đánh lén, tất cả mọi người hiểu rõ ai là độc thủ sau màn, nhưng mà rất nhiều người hiếu kỳ là đế giải phách chủ đã kết thù với lý thất dạ như thế nào nhìn qua quy tướng cùng thương tướng lý thất dạ lộ ra bộ dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt nói thì ra là người của đế giải phách chủ xem ra hắn không có nuốt trôi khẩu khí của ngày hôm đó trên thực tế đế giải phách chủ muốn lấy mạng của lý thất dạ cũng chẳng có gì lạ đế giải phách chủ là người hung tàn là một người ưa thích khiêu chiến muốn lấy đầu của lý thất dạ đối với đế giải phách chủ mà nói điều này không nghi ngờ là chuyện tiêu biểu nổi bật thần thái thương tướng cùng quy tướng ngưng trọng quy tướng trầm giọng nói việc này không liên quan tới chủ nhân chúng ta chỉ là chúng ta tự chủ trương mà thôi đủ trung thành và tận tâm lý thất dạ cười rộ lên vừa cười vừa nói chỉ tiếc các ngươi không cách nào sống sống mà biểu hiện trung tâm với chủ tử các ngươi được rồi giết thương tướng cùng quy tướng cũng không nói thêm gì nữa giờ này khắc này không phải người chết chính là ta mất mạng thương tướng giống to một tiếng hắn cùng với quy tướng đồng thời xông lên oanh một tiếng vang thật lớn giáp thuẫn cực lớn của quy tướng giống như một ngọn núi nhỏ áp thẳng vào lý thất dạ thời điểm này va chạm với giáp thuẫn tiếng oanh minh vang lên không dứt bên tai lý thất dạ cười dài hắn dơ một chỉ dơ lên phía trước chỉ thẳng vào giáp thuẫn của quy tướng phanh một tiếng quản chi giáp thuẫn của quy tướng cường đại to lớn ra sao nặng nề thế nào đều không thể thừa nhận một chỉ của lý thất dạ dưới một chỉ của lý thất dạ quy tướng đông 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 liền lùi lại vài bước phốc một tiếng ngay sau khi quy tướng bị đánh lui thì trường thương của thương tướng giống như độc xà tránh qua quy tướng sau đó đâm vào sườn của lý thất dạ thập phần hung mãnh thương tướng xuất thương có thể nói hắn nắm giữ thời gian vừa tốt thời cơ xuất thương đặc biệt thích hợp đây là chờ thời cơ thích hợp muốn cho lý thất dạ một kích chí mạng trường thương đâm tới lý thất dạ không nháy mắt một cái chỉ cong tay búng ra một cái keng một tiếng lập tức đâm thẳng vào mũi thương sau đó một chỉ lý thất dạ đâm tới đâm thẳng vào mi tâm của thương tướng thương tướng hoảng sợ, lập tức quay thường trở lại hộ thể. Quy tướng bị một chỉ này đánh lui, quan sát giáp thuẫn của mình, sắc mặt của hắn đại biến, quy tướng có một cáo mai rùa cứng rắn, cũng là hải yêu cực kỳ hiếm thấy, giáp thuẫn này xác thật phần cứng rắn, so với kim thân bình thường còn cứng hơn, nhưng mà hiện tại dưới một chỉ của lý thất dạ lại sinh ra vết dạn nứt. Quy lực một chỉ này đáng sợ bực nào, chương 2097, năm đại tướng, hai nhưng mà lúc này thấy một chỉ của lý thất dạ đâm vào mi tâm của thương tướng, thương tướng xoay thương hộ thân, trong thời gian cực ngắn đó, không cho phép quy tướng suy nghĩ nhiều, lập tức xông lên. keo một thanh âm vang sinh ra, tuy thương tướng đã dùng thương hộ thể, nhưng mà một thương này dừng lại, Lý Thất Dạ thu ngón tay lại, bộ dáng bình thản, mà một chỉ kia của Lý Thất Dạ đã đặt lên mi tâm của hắn. Lập tức thương tướng sắp bỏ mạng dưới một chỉ của Lý Thất Dạ, tiếng phanh vang lên, quy tướng vẫn kịp thời đuổi tới, một thuận trước một chỉ kia của Lý Thất Dạ, cứ thương tướng một mạng, nhưng mà giáp sát của hắn đúng là bị đục lỗ thời điểm lý thất dạ quan sát sắp thuẫn của quy tướng đột nhiên cát một tiếng vang lên trên đỉnh đầu của lý thất dạ có một tấm lưới lớn hiện ra trên chiếc thuyền đang đi cho dù nó đột nhiên xuất hiện mà người ta không phát hiện ra hình như là có sương mù che chắn chuyện không ai muốn thấy tấm lưới này vừa xuất hiện nó dùng tốc độ không gì sánh kịp bao phủ lấy lý thất dạ tốc độ của nó cực nhanh lập tức cải cách của cách lý thất dạ thoáng cái đã bao phủ lấy hắn lập tức đột nhiên xuất hiện tấm lưới bao phủ lý thất dạ vào trong nội tâm còn ít người chấn động nhảy lên cát một tiếng trong thời gian cực ngắn đó rốt cuộc tấm lưới rơi xuống thoáng cái lưới rắn rắn chắc chắc này bao lúc bao phủ không chung xuất hiện một người khác mặt khác một lão giả phóng tướng nhìn thấy vị lão giả này có tu sĩ đứng ngoài quan sát hiểu rõ lai lịch của hắn lúc này kinh hô một tiếng lão giả này chính là một trong năm đại tướng của đế giải phóng tướng thoáng cái tấm lưới rơi xuống phóng tướng cũng buông lỏng một hơi hắc hắc cười cười nói ra liệu người có thần thông cao hơn cũng khó trốn khỏi thiên võng của ta nhưng mà võng tướng còn chưa nói hết tươi cười trên mặt cứng đờ hắn vừa tung lưới này ra lưới này thật rắn rắn chắc chắc nhưng mà lưới không phải lý thất dạ mà là quy tướng cùng thương tướng về phần lý thất dạ hắn đã đứng ở vị trí vừa rồi của quy tướng cùng thương tướng võng tướng không thể tin được vào con mắt của mình hắn đánh lén như thế chưa từng có lỡ tay qua nhưng mà lúc này lại thất thủ lý thất dạ không có bị trói ngược lại quy tướng và thương tướng không hợp thói thường thui vào thiên vọng Không gian đổi vị, xuất phát từ không thư, nó thuộc về khống chế không gian, nó có thể lập tức làm cho lý thất dạ cùng địch nhân trao đổi vị trí, quy tướng cùng thương tướng rơi vào trong lưới, chính là bọn họ bị đổi vị trí với lý thất dạ, mau buông ta ra. Quy tướng cùng thương tướng lúc này kinh hãi, chăm miệng một lời hét lớn. Hô một tiếng, ngay sau khi lý thất dạ đổi vị thì có một dây thừng đen đang du động tới gần lý thất dạ, dây thừng đen này rất nhanh, dường như nó sớm chờ đợi lý thất dạ ở đây thời điểm lý thất dạ vừa đứng lại thì nó đã trói chặt lý thất dạ hơn nữa sợi dây này trói chặt lý thất dạ sau đó điên cuồng xếp lấy dường như muốn trói chết lý thất dạ sau khi dây thừng trói chặt lý thất dạ thì có một lão giả hiện ra giữ chặt trong tay lão giả này cũng vừa vặn xuất hiện không có ai biết hắn xuất hiện từ đâu câu tướng nhìn thấy lão giả này có người kinh hô một tiếng nói ra suy một tiếng ngay cả dây thừng vừa trói chặt lấy lý thất dạ đột nhiên một đạo hàn quang lóe lên đạo hàn quang này đâm vào ít hầu của lý thất dạ nhanh như tia chớp vô cùng ngoan độc muốn đẩy lý thất dạ vào chỗ chết phốc một tiếng vang lên sao găm vô cùng sắc bén đâm vào ít hầu máu tươi bắn tung tóe một chủy chín mạng hắc hắc cho dù ngươi mạnh hơn nữa trước mặt năm huynh đệ của ta liên thủ cũng khó thoát khỏi cái chết lúc này một tiếng nói u ám vang lên một lão giả áo đen xuất hiện đây là một trong năm đại tướng của đế giải phách chủ chủy tướng cực kỳ am hiểu phục kích ám sát, không, vào lúc lão giả này hiển hiện, thời điểm này đối diện hắn là võng tướng, thuận tướng, thương tướng sắc mặt đại biến, đều chăm miệng một lời kêu to. chủ tướng vừa nghe thuận tướng kêu lên, dáng tươi cười thoáng cái cứng đờ, hắn vội vàng xem xét, vào thời điểm này, hắn mới phát hiện bị hắn đâm thủng yết hầu không phải lý thất dạ, mà là vốn câu tướng nên đứng ở nơi khác. Lúc này máu tươi từ trên yết hầu của câu tướng yết bắn ra, hắn mở to mắt sâu sắc, há to mồm muốn nói chuyện, nhưng mà hắn không nói ra được cái gì người ta chỉ nghe được tiếng ách 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 vang lên mà thôi không sắc mặt chủ tướng kịch biến hắn quát tàu một tiếng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình giết dĩ nhiên là huynh đệ mình về phần lý thất dạ hắn đứng ở chỗ câu tướng vừa rồi đã đứng tuy toàn thân của hắn vẫn bị trói nhưng mà không tổn hại chút nào vẫn bình thản đứng ở nơi đó không gian đổi vị vào lúc vừa rồi hắn trao đổi vị trí với câu tướng khiến cho câu tướng chết thảm trong dao găm của chủ tướng có thể nói câu tướng chết thế nào hắn cũng không biết, hắn đến chết cũng không biết dao gầm của chủy tướng đâm vào ít hầu của mình khi nào. Xem ra, các người thật già rồi, già tới mức hoa mắt, xem người mình thành địch nhân, lý thất dạ cho dù toàn thân bị trói, hắn vẫn nhàn nhã cười nói thập phần chấn định. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đám người chủy tướng khó coi tới cực điểm, bọn họ đã phục kích tốt, nhưng mà chưa tổn thương được lý thất dạ chút nào, nhưng mà lại giết chết huynh đệ của mình, nam đại tướng của đế giải phách chủ đang ở đây nha, nhìn thấy cảnh trước mặt này, có hải yêu thì thào nói. Trên thực tế lúc trước năm người thuận tướng đều đứng ở trên thuyền, nhưng mà sau khi bọn họ bại lộ, thuẫn tướng và thương tướng bộc lộ ra chính là dẫn lý thất giả mắc câu, mà chỉ tướng ba người lại ẩn độn, muốn phục kích lý thất giả. Năm đại tướng cho tới bây giờ đều là liên thủ, mặc kệ địch nhân là một người hay là trăm người, bọn họ năm người đều là liên thủ giết địch, hơn nữa bọn họ hợp kích thuật pháp rất thần diệu, bọn họ hợp kích thuật pháp gồm có phục kích, ám sát, bẩy dập, bởi vì hợp kích của bọn họ vô cùng thần kỳ khiến cho không ít cao thủ cường đại hơn bọn họ tới bây giờ vẫn chết thảm trong tay bọn họ lúc này bọn họ bại lộ hành tung trong nội tâm bọn họ y nguyên có chút may mắn hy vọng mượn hợp kích thần kỳ tiến lên đánh chết lý thất giả nhưng mà bọn họ thật không ngờ thuật hợp kích không thể đánh chết lý thất giả tại chỗ nó đã trước giết huynh đệ câu tướng của bọn họ các ngươi còn định ra tay hay không lý thất giả đứng ở nơi đó toàn thân hắn vẫn bị trói cười mỉm nhìn qua bọn họ nói một câu Chủ tướng bốn người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng, bọn họ chậm rãi súng lại cùng nhau, chủ tướng nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu xúc xanh, hôm nay không phải ngươi chết là được ta mất mạng, chương 2098. Không gian Nazi đối mặt với chủ tướng bốn người liên thủ với nhau, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, Sai, chỉ có các người chết, hơn nữa, là chết không nhắm mắt, đám người chủ tướng vừa xuống lại với nhau đã đứng vào phương vị, mà Lý Thất Dạ lại vẫn không nhúc nhích hắn chỉ mỉm cười nhàn nhã nhìn qua bọn họ không ngừng điều chỉnh phương vị. sau khi đám người chủ tướng điều chỉnh tốt phương vị của bản thân mình, sau khi không hề điều chỉnh, lúc này bốn người bọn họ vây khốn lý thất dạ, hơn nữa phương vị của bọn họ thập phần hoàn mỹ. nhưng mà từ góc độ nào đó mà nói, thời điểm bọn họ đồng thời ra tay công kích cũng sẽ không ngộ thương người một nhà, hơn nữa bọn họ chiếm cứ phương vị. từ góc độ nào mà nhìn đều đoạn tùy vị trí di chuyển của lý thất dạ, mặc kệ lý thất dạ là di động thế nào, đều nằm trong phạm vi công kích của bọn họ từ góc độ hợp kích thuật mà nói các ngươi đúng là nắm giữ chân lý của nó lý thất dạ liếc mắt nhìn qua đám người trừ tướng bố cục hắn lãnh đạm vừa cười vừa nói đáng tiếc các ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé nếu như các ngươi có thực lực thần hoàng dựa vào hợp kích trì thuật của các ngươi tại thiên linh giới thật sự có thể đi ngang về phần chút đạo hạnh của các ngươi bây giờ a à, giết cường giả bình thường cũng được trong mắt ta chẳng khác con kiến hôi bao nhiêu cả giết đám người chỉ tướng lúc này hô một chữ giết cùng lúc đáp lời lý thất dạ trong thời gian cực ngắn đó, đám người chủy tướng giống như tâm linh hữu tê, đồng thời ra tay, hơn nữa hoàn toàn công kích Lý Thất Dạ từ các góc độ. Dao găm của chủy tướng đâm thẳng vào yết hầu của Lý Thất Dạ, phóng tướng thay lưới lớn bằng một tấm màn độc xa bao phủ sau lưng Lý Thất Dạ, mà giáo thuẫn của thuẫn tướng giống như thái sơn áp đỉnh, trong thời gian ngắn muốn đánh nát đầu Lý Thất Dạ, trường thương của thương tướng bá đạo giống như liệt diễm, một hơi đã đổi thương. Điên cuồng tấn công hạ bàn của Lý Thất Dạ, thập phần bá đạo, đối mặt với công kích phòng tuyệt tứ phương như thế, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không thèm đồng một cái, toàn thân của hắn vẫn bị dây thừng đen trói chặt, vẫn lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Phanh một tiếng vang lên, vào lúc này thời gian giống như bị định trụ, giống như nơi này bị phong tỏa không gian định trụ lại. Chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chủy tướng chủy tướng cắt đứt yết hầu của thuận tướng, giáp thuẫn của thuận tướng đánh nát đầu lâu của thương tướng, trường thương của thương tướng đâm thủng lồng ngực của võng tướng, mà tấm lưới lớn của võng tướng cũng đâm chủy tướng thành cái sàng cả tấm lưới lớn giống như xuyên thấu qua thân thể chủy tướng thời gian vào lúc này giống như rừng trôi qua lúc này đôi mắt đám người chủy tướng mở ra thật to không thể tin vào ánh mắt của mình hợp kích chi thuật này bọn họ đã là suy tính ra vị trí chỗ đứng mà ra tay tuyệt đối không có khả năng như vừa rồi ngộ thương huynh đệ của mình quản chi là lý thất dạ gì chuyển vị trí đều không có khả năng xảy ra chuyện ngộ thương nhưng mà lúc này lý thất dạ chỉ đứng yên không động đậy hắn vẫn là đứng ở nơi đó, lúc này, bị đổi vị trí không phải lý thất dạ, mà là chính bọn hắn, bọn họ bị đổi tới tiết điểm đánh chết nhau, kể từ đó, phát sinh một màn trước mặt. Phanh, 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 thi thể đám người chủy tướng rơi xuống biển, con mắt của bọn họ mở to ra, đến chết bọn họ đều không nhắm mắt, bởi vì, vì bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình giết chết huynh đệ mình, mình cũng chết trong tay huynh đệ mình. Đúng như lý thất dạ vừa rồi mới nói, chết là bọn họ, hơn nữa là chết không nhắm mắt, cái này, cái này, đây là yêu thuật A, à, nhìn thấy cảnh như thế, rất nhiều người hít khí lạnh, cho dù là trưởng môn các đại giáo lúc này cũng biến sắc, sắc mặt trắng bệch, không phải yêu thuật. Có một trưởng môn đại hiền lúc này sắc mặt trắng bệch, nói ra, đây là không gian chi thuật, lý thất giả tu luyện một chủng bí pháp không gian nào đó, hắn có thể tùy ý chuyển rời không gian. Đại hiền này nói không sai, lúc này lý thất giả không có sử dụng không gian đổi vị, lúc này hắn sử dụng là không gian A-di, trong thời gian cực ngắn, hắn dịch chuyển đám người chủy tướng tới tiết điểm rất lẫn nhau kể từ đó yết hầu của thuận tướng bị đưa vào vị trí công kích của chủy tướng mà đầu lâu thương tướng bị giáp thuẫn của thuận tướng đánh nát bọn họ lập tức bị huynh đệ mình giết chết tùy ý truyền di không gian sao vị trưởng môn này không khỏi biến sắc nói ra đây chẳng phải là ý nghĩa lý thất giả muốn mang người ta đi đâu cũng có thể hay sao vậy cũng phải xem đạo hạnh chỉ cần đạo hạnh cường đại tới trình độ nhất định lý thất giả mới không cách nào chi phối chuyển rời địch nhân qua lại không gian hoặc là hiệu quả chi phối truyền rời đại giảm. Vị đại hiền này trầm ngâm một chút, không phải thập phần khẳng định nói ra. Trên thực tế đại hiền này nói cũng đúng, giống như vừa rồi Lý Thất Dạ đã từng nói qua, đạo hạnh đám người chỉ tướng quá nhỏ bé, nếu như bọn họ có cảnh giới thực lực thần hoàng, Lý Thất Dạ muốn chi phối truyền rời không gian của bọn họ không phải dễ dàng như vậy, cho dù có thể chi phối truyền rời, cũng sẽ phải có. Tính cực hạn nhưng mà bằng vào thực lực đám người chủy tướng, căn bản là không cách nào chấn thủ không gian của mình. Lý thất dạ muốn chi phối chuyển rời không gian của bọn họ, thật sự là rất dễ dàng, tùy ý làm là được, ai, hào huynh đệ nhà, tại sao phải tàn sát lẫn nhau chứ? Lý thất dạ cười to lên, lúc này dây thừng đen trói lên người hắn rơi xuống, đối với Lý thất dạ mà nói, loại dây thừng đen này căn bản không có hiệu quả trói buộc, hắn chỉ trêu đùa hí lộng đám chỉ tướng mà thôi, làm cho đám người chỉ tướng tự nhân là thắng lợi nằm chắc trong tay của mình. Lý thất dạ lúc này đứng trên không trung, ánh mắt quét qua chung quanh, lúc này cũng không có thêm mai phục nào khác, thủ đoạn của địch nhân đã dùng hết, chỉ có chút thủ đoạn như vậy mà muốn ta tìm chết, điều này thật sự là quá để cho ta thất vọng, ta còn tưởng rằng có bảy dập kinh thiên gì chứ. Lý thất dạ bình thản cười cười, lắc đầu, trở lại thuyền của Liễu Như Yên, nghe được Lý thất dạ nói như vậy, rất nhiều người đều im lặng trong thời gian ngắn. Trên thực tế, trong mắt rất nhiều người nhìn thì bảy dập của chủ tướng rất cường đại, vốn là có sĩ tương thụ tộc, băng linh hải yêu liên thủ, sau có quái vật biển khủng bố như đế Trương, bước vào bảy giờ vi thế, cho dù là thần vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại lông tóc không tổn hại, đám người chủy tướng toàn bộ chết thảm ở nơi này, toàn quân bị diệt, một người đều không thể chạy ra tìm đường sống. Hung nhân này quá kinh khủng, tuyệt đối sẽ không yếu hơn giả Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần. Nhìn thấy thuyền của thôn Ma Tông đi xa, có người dùng mình lạnh lẽo nói ra, chương 2099, thất võ các, một trong đương thời Hắn rất có cơ hội trở thành tiên đế nha, cho dù là hải yêu thế hệ trước không thừa nhận cũng không được. Lý thất dạ cường đại, hắc, hắn cường đại hơn nữa thì thế nào? ở kiếp này hắn tuyệt đối không có cơ hội trở thành tiên đế. Có một mỹ linh cười lạnh nói ra, có mộng trấn thiên tồn tại, hắn chính là con kiến lâu. Trừ phi hắn trong một hai năm nữa trở thành đế chữ, có thể được đến thiên mệnh thừa nhận. Nếu không, hắn dám tranh giành thiên mệnh với mộng chấn thiên, mộng chấn thiên có thể nghiền chết hắn giống như nghiền chết con con kiến hôi. Mà Mỹ Linh nói như vậy, cho dù trong lòng người khác có khó chịu, cũng không cách nào đi phản bác, người trong thiên hạ cũng biết, mộng trấn thiên vấn đỉnh thiên mệnh, ở kiếp này tiên đế đã nhất định không ai ngoài mộng trấn thiên cả, bất kể là ai, muốn tranh giành thiên mệnh với mộng trấn thiên thì chỉ có con đường chết. Cho dù nếu là thiên tài, đều không cách nào tranh giành thiên mệnh với mộng trấn thiên, khá tốt giả hải thiên tử cùng thất hải nữ vũ thần bọn họ là hải yêu, không cần tranh giành thiên mệnh, cũng có hải yêu cảm thấy may mắn nói hải yêu bọn họ không cần tranh giành thiên mệnh chuyện này có ý nghĩa giả hải thiên tử thất hải nữ vũ thần không cần trở thành làm địch nhân của mộng trấn thiên chiếc thuyền chậm rãi rời khỏi lý thất dạ trở lại trong thuyền ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần đối với hắn mà nói chuyện xảy ra vừa rồi cũng chỉ là tập thể dục mà thôi thậm chí ngay cả tập thể dục cũng không tính trải qua tu luyện lý thất dạ đã không chế không gian trong không thư tới mức lô hỏa thuần thanh có thể nói đối với không chế không gian đương thời khó có người có thể sánh bằng hắn Đế giải phách chủ đúng là hạ đủ tiền vốn, nhìn qua Lý Thất Giả, dạ, chắc kiếm thì nói ra. Lý Thất Giả dạ đã kết thù với đế giải phách chủ, các nàng hiểu rõ ràng nhất, dùng sự thật mà nói, Lý Thất Giả dạ cùng đế giải phách chủ cùng lắm chỉ có chút ân oán mà thôi, cũng chưa nói tới cái gì không đội trời chung, bọn họ cũng nhiều nhất cảm thấy Lý Thất Giả dạ không cho tình cảm với đế giải phách chủ mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra, đế giải phách chủ đã kết đại thù với Lý Thất Giả, dạ. hắn bỏ ra số tiền lớn treo thường lấy mạng của Lý Thất Giả. Dạ không đưa lý thất dạ vào chỗ chết thì không bỏ qua. Đế giải phách chủ luôn luôn là quảng cáo mình dùng bang là nam nhân hung ác, hắn ưa thích săn giết, một khi có con mồi bị hắn nhìn chăm chăm vào, không săn giết mục tiêu, hắn không sẽ bỏ qua, liệu như yên cười khẽ nói. Lúc này hắn muốn treo thưởng lấy mạng của công tử, chỉ sợ là ra giá trên trời, nếu không khó mời được người như tư mã ngọc kiếm tới, con kiến hôi mà thôi, đối với nhân vật như đế giải phách chủ, lý thất dạ cũng chỉ nói ra một câu như vậy. Thậm chí đối với hắn mà nói, hắn không có hứng thú đi đuổi giết đế giải phách chủ, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, sau khi ta làm xong chuyện trên tay, lại diệt đế vương cốc của bọn chúng cũng không muộn, đối với Lý Thất Dạ nói như vậy. Liễu Như Yên cùng Chắc Kiếm Thi nhìn nhau, đế vương cốc chính là hải yêu truyền thừa, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói chính là tiêu diệt đế vương cốc, giống như đế vương cốc chỉ là tiểu môn tiểu phái hoặc thôi. Chắc Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ đang khẩu xuất cùng ngôn, nếu hắn nói như thế vậy ý nghĩa đế vương cốc sẽ đi về hướng diệt vong trưởng lão thất võ các muốn bái kiến lý công tử trải qua qua một đám phong ba như thế liễu như yên cùng chắc kiếm thi sẽ cho rằng đoạn đường tiến về cốt hải sẽ trở nên yên tĩnh lại thật không ngờ bọn họ vừa lên đường không có bao lâu môn hạ đệ tử đã đi vào báo cáo thất võ các nhà nghe nói như thế ánh mắt chắc kiếm thi trở nên ngưng tụ liễu như yên lúc này cười khẽ một tiếng nói ra xem ra rốt cuộc cự phách như thất võ các đã đứng ngồi không yên bất luận bọn họ ôm ý gì tới, hay là lòng mong mục đích mà đến, chuyện này đã nói rõ công tử gia có thể lọt vào pháp nhãn của thất võ các. Thất võ các, chính là cự phách cường đại nhất trong lòng yêu hải, nó cũng là truyền thừa đỉnh phong của cả hải yêu, cả thất võ các chính là nơi tàng long ngọa hổ, vô số cao thủ, thất võ các, đây là môn phải ba hải thần truyền thừa, bọn họ đã từng sinh ra ba hải thần vô địch. Tại lòng yêu hải, đã từng có một câu như vậy nói rằng, nếu như nói hải loa hảo có thể hiệu lệnh hải yêu thiên hạ, như vậy thất võ các có thể hoành phách long yêu hải thất võ các cao thầm mạt chắc tại thiên linh giới đã từng có người suy đoán rằng thất võ các tuyệt đối sẽ không thua bất cứ tông môn ba tiên đến nào cả bảo hắn vào đi lý thất dạ nhẹ nhàng khoát khoát tay cười cười nói ra chỉ chốc lát sau một lão già được đệ tử thôn ma tông dẫn dắt đi tới lão già này ăn mặc áo xám đeo một mũ lợi trai thân thể huyết khí thu liễm thập phần ít xuất hiện sau khi lão già này đi vào hắn nhìn thấy lý thất dạ cùng liễu như yên các nàng cúi chào, lúc này nói, lão hủ chính là trưởng lão thất võ các, sắp xếp đứng hàng thứ ba, lúc này bái kiến lý công tử cùng liễu tông chủ, trác tông chủ. Tam trưởng lão đường xa mà đến, thật sự là khó được, liễu như yên làm chủ nhân, cũng tự nhiên rất cởi mở, phải nói tự nhiên. Cự phách giống như thất võ các này, bọn họ và vô cấu tam tông đều là quái vật khổng lồ, cho nên cũng có vãng lai với nhau. Chắc kiếm thì cùng liễu như yên với tư cách tông chủ, đương nhiên là nhận ra trưởng lão của thất võ các vị tam trưởng lão này cúi chào liễu như yên cùng chắc kiếm thi xong cũng không có quá nhiều rong dài hai tay dâng lên cái hộp đưa cho lý thất dạ nói ra lần đầu gặp lý công tử đây là chút tâm ý của thất võ các chúng ta xin công tử vui lòng nhận cho lý thất dạ tiện tay đặt cái hộp lên mặt bàn mở ra xem bên trong có hào quang bích lục bán ra ngoài tia sáng này thật phần thuần túy không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt giống như ẩn chứa ngôi sao trong hộp trong hộp gỗ đầy bảo thạch mỗi một khỏa bảo thạch đều vô cùng xanh thẫm giống như mỗi một quả bảo thạch bên. Trong đều ẩn chứa biển cả hải dương chi tâm, thất võ các đúng là nhiệt tình, nhìn thấy một hộp tràn đầy bảo thạch, liễu nhược yên hé miệng cười khẽ. Hải dương chi tâm, đây là bảo thạch cực kỳ hiếm thấy trong thiên linh giới, thập phần chân quý, nó có thể trực tiếp sử dụng như tinh bích, hơn nữa là một quả bảo thạch có thể đổi được rất nhiều rất nhiều tinh bích. Thất võ các vừa ra tay chính là một hộp đầy hải dương chi tâm, ra tay như thế là xa xỉ bực nào, đổi lại những người khác sẽ bị hộp bảo thạch này đả động trương hai nghìn thất võ các, hay nhưng mà Lý thất dạ ngay cả mí mắt cũng không nhảy một cái, cũng không có nhìn Hải Dương Tri Tâm bên trong cái hộp lần nữa, nhìn qua tam trưởng lão nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ra tay chính là một hộp Hải Dương Tri Tâm, đây là thất võ các có việc cầu ta, để ta đoán xem thế nào à, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là muốn mời ta ra tay, tục thọ cho lão tổ của các ngươi, Lý thất dạ nhìn qua tam trưởng lão trong chốc lát, cuối cùng hắn tươi cười, nhàn nhạt nói. Lý công tử là làm thế nào biết? tam trưởng lão vốn muốn nói chuyện lập tức sắc mặt đại biến không khỏi lui về phía sau một bước nếu như không phải chuyện này do cao tầng thất võ các bí mật thương nghị với nhau hắn nhất định sẽ cho rằng có đệ tử đem tin tức này tiết lộ ra ngoài đoán mà thôi lý thất dạ dỗi rãnh tự tại nói ra thất võ các các ngươi nhiệt tình như vậy đơn giản là có chuyện cầu ta các ngươi có thể cầu ta các ngươi không thiếu bảo vật không thiếu công pháp cho nên các ngươi không có khả năng mưu cầu bảo vật công pháp mà đến nếu như nói các ngươi muốn chiêu mộ ta, chuyện này khả năng cũng không lớn, thất võ các các ngươi không thiếu nhân tài, huống chi, ta tàn sát hàng tỷ hải yêu của các ngươi, chiêu ta ra nhập thất võ các, đối với danh tiếng của thất võ các sẽ không tốt lắm. Trên người của ta tính đi tính lại, có thể đáng để thất võ các các ngươi nịnh nọt, đó chỉ có thể là dược đạo vô song của ta mà thôi, lý thất dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta từng tục thọ cho khổng tước thụ, cho nên, thất võ các các ngươi cũng động tâm, khó lường, tam trưởng lão khai một tiếng, nói ra. Lý công tử tâm tư cẩn thận, làm cho người ta bội phục, bội phục, tam trưởng lão cúi đầu, lời đã nói tới nước này, hắn cũng không có cái gì cần che giấu, nói ra, đúng như công tử nói, thất võ các chúng ta muốn mời lý công tử thi triển dược đạo vô song, tục thạo cho lão tổ chúng ta. Về phần thù lao, công tử mở miệng, tất cả đều có thể thương lượng, liễu như yên cùng chắc kiếm thi cũng không nói gì thêm. Các nàng mặc dù biết lý thất dạ biết tục thọ, nhưng mà các nàng cũng biết rõ chuyện tục thọ như thế này, Lý Thất Dạ sẽ không dễ dàng ra tay. Lý Thất Dạ nhìn qua tam trưởng lão một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thù lao, chuyện như vậy ta không có bao nhiêu hứng thú, ta gần đây không thích tục thọ cho ai, cho dù có người nguyện ý ra thù lao phong phú, đối với tục thọ, ta cũng không có hứng thú. Thế nhưng mà Lý Công Tử cũng tục thọ vì khổng tức thụ mà, tam trưởng lão vội vàng nói ra, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, ta tục thọ cho khổng tức thụ cũng không phải vì thù lao, cũng không phải bởi vì ta thiếu nợ khổng tức thụ ân tình gì đó. Ta tục thọ cho khổng tức thụ, đó là bởi vì khổng tức thụ vẫn che chở nhân tộc, bằng điểm này, đã đủ rồi, nếu như Lý Công Tử có thể tục thọ cho lão tổ chúng ta, mọi chuyện đều dễ thương lượng, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tam trưởng lão vội vàng nói ra, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta cũng không có thèm, bảo vật ta không thiếu, tiền tài ta cũng không thiếu, nếu cái gì ta cũng không thiếu, vì sao phải đi làm chuyện tục thọ khổ sai như thế, đó là chuyện nghịch thiên, tuy rằng ta không quan tâm đi ngỗ nghịch lão tặc thiên nhưng mà chút thù lao này không đáng cho ta đi làm mà thôi lý công tử không ngại lại suy nghĩ thêm một chút tam trưởng lão vẫn không từ bỏ ý đồ hắn cho lý thất dạ một danh sách nói ra chỉ cần lý công tử nguyện ý ra tay mặc kệ thành công hay không đều có thù lao to lớn nếu thành công thất võ các chúng ta có thể đưa hải thần binh khí hải thần công pháp tùy ý lý công tử chọn một phần tam trưởng lão vừa nói ra lời như vậy ngay cả liễu như yên cùng trác kiếm thi cũng phải động dung đối với một hải thần truyền thừa mà nói, hải thần binh khí, hải thần công pháp đó là đồ vật cực kỳ quý giá. Mặc dù nói thất võ các chính là môn phái ba hải thần truyền thừa, bọn họ có được hải thần binh khí cũng chỉ có ba năm kiện, bọn họ có được hải thần công pháp cũng không nhiều, nhưng mà cuối cùng là hải thần binh khí, hải thần công pháp, đây đối với thất võ các mà nói, vẫn vô cùng trân quý. Đối với bất luận môn pháo hải thần truyền thừa hoặc là đế thống tiên môn nào mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ không thể không làm, sẽ không dễ dàng xuất ra bảo vật cấp bậc như thế giao dịch với người ta, đây là hành vi phá gia chi tử." Thú vị. Tam trưởng lão vừa mới lật lá bài tẩy, Lý Thất Dạ cũng cười rộ lên, nói ra, "Trong các lão tổ thất võ các các ngươi, có thể đáng sử dụng công pháp và binh khí để làm thú lao, cũng không nhiều lắm." Đối với bất luận đề thông tiên môn hay hải thần truyền thừa nào mà nói, mạng của lão tổ tuy đáng giá, nhưng mà còn không đến mức dùng binh khí và công pháp tổ tiên bọn họ đổi lấy mạng cho họ. A a a chỉ cần lý công tử nguyện ý ra tay mọi chuyện đều dễ nói tam trưởng lão nói gấp trong thất võ các các ngươi giá trị đủ để các ngươi sử dụng hải thần binh khí hải thần công pháp để kéo dài tính mạng tính đi tính lại chỉ sợ cũng cũng chỉ có một lý thất dạ cười cười nói ra các ngươi muốn kéo dài tánh mạng lão tổ là thất thánh lão nhân đúng không ngươi ngươi làm sao ngươi biết lý thất dạ vừa nói ra lời này sắc mặt ba trưởng lão kịch biến lúc này lui ra phía sau bấm ngón tay tính toán mà thôi Lý thất dạ bình thản vừa cười vừa nói: "Trừ lão đầu được các ngươi xưng là thất thánh tổ ra, trong thất võ các các ngươi có ai đáng sử dụng hải thần binh khí, hải thần công pháp đổi mạng? Đó là phá gia chi tử, đó là thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng mà thất võ các chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là thất thánh tổ, thất thánh tổ. Nghe được ái tên này, liễu như yên cùng trác kiếm thi cũng sinh ra chấn động, nói ra: thất thánh tổ của các ngươi còn sống? A, a, a! Tam trưởng lão cười khan một tiếng." cũng biết việc này không cách nào giấu giếm trước mặt đám người lý thất dạn nữa rồi, đành phải gượng cười nói. Lão nhân gia ông ta vẫn còn trên đời, nhưng mà không có giao thiệp với Trần Thế, không hề nghi ngờ, thất thánh tổ của bọn họ bị phủ đầy bụi, cũng chỉ có như vậy mới có thể còn sống tới bây giờ. Cho dù hắn dựa vào phủ đầy bụi mà sống, cũng sống không bao lâu, hắn đã sống quá lâu rồi, mặc dù có hai hải thần phủ bụi thay cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, tam trưởng lão thở dài một hơi tuy lý thất dạ nói lời không dễ nghe nhưng là sự thật thất thánh tổ ta đã từng nghe trưởng bối trong tông môn nói qua về ông ta nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo